Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review máy ép hoa quả chậm cao cấp OLIVOS J189 giá bao nhiêu tiền? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thương hiệu OLIVO, sản phẩm, máy ép hoa quả chậm cao cấp OLIVOSJ189, đa dạng chức năng OLIVOSJ189 mang đến sự đa năng linh hoạt khi cung cấp tới 3 bộ lọc được làm từ nhựa TITAN để bạn có thể thoải mái lựa chọn. Bộ lọc mịn và lọc thô cho phép bạn tạo độ đồng nhất của nước trái cây với mức độ chất sơ phù hợp với bạn. Khuôn làm kem giúp bạn có thể làm ra kem tươi với hoa quả được đông đá, ống tiếp nguyên liệu lớn. Khoang tiếp nguyên liệu kép giúp ép nhanh hơn, chuẩn bị nguyên liệu là phần tốn nhiều thời gian nhất trong quá trình ép nước trái cây. Nhưng với máy ép hoa quả chậm OLIVOSAY 189 sẽ giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không phải cắt quá nhỏ nguyên liệu. Thiết kế khoang tiếp liệu của OLIVOSAY 189 giúp ép trái cây nhanh hơn gấp 3 lần so với máy ép trái cây chậm dạng đứng tiêu chuẩn mà vẫn giữ nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng. OLIVOS dây 189 có hai khoang tiếp nguyên liệu, khoang lớn có kích thước 8cm x 8cm, rộng hơn bất kỳ máy ép trái cây nào trên thị trường. Đủ lớn để phù hợp với các loại quả như táo, cam, cà chua, khoang nhỏ hơn phù hợp để ép cà rốt. Cần tây hoặc các loại rau dài để chúng di chuyển trực tiếp xuống khoang ép, hệ thống nắp kép tự phục vụ độc đáo của OLIVOS dây 189 nhẹ nhàng cuộn nguyên liệu xuống ở tốc độ và góc tối ưu. Bạn chỉ cần nguyên liệu vào ống và nắp sẽ tự đưa nguyên liệu vào, động cơ mạnh mẽ. Máy ép hoa quả chậm OLIVOS J189 với động cơ ép thế hệ thứ hai có công suất mạnh mẽ lên đến 400 W. Đây là công suất lớn nhất đối với một chiếc máy ép chậm. Động cơ mạnh mẽ này mang đến khả năng ép trái cây liên tục trong lên đến 60 phút cho ra hàng chục lít nước ép mà vẫn cực kỳ yên tĩnh trong lúc vận hành mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng ép kiệt đến 98% giữ trọn vẹn dinh dưỡng công nghệ ép tiên tiến nhất, không giống như các loại máy ép ly tâm truyền thống. Máy ép OLIVOS 189 sử dụng công nghệ bảo vệ enzyme EPT, củ ép sẽ từ từ nghiền nát, bóp và dùng lực ép để tối đa hóa sản lượng nước trái cây. Quá trình này giảm thiểu sự tiếp xúc của thực phẩm sống với nhiệt hoặc ma sát và cung cấp một loại nước ép cao cấp giữ nguyên lượng enzyme và chất dinh dưỡng. Với các dòng máy dùng dao mài ly tâm trước đây thì khi thực phẩm được làm nóng và tiếp xúc với oxy, nó bắt đầu bị oxy hóa, nghĩ đến khi bạn cắt một quả táo và nó bắt đầu chuyển sang màu nâu là kết quả của việc cấu trúc tế bào của các loại trái cây bị phá vỡ. Từ cùng một lượng nguyên liệu như nhau, OLIVOSJ189 có thể tạo ra một lượng nước ép lớn hơn hẳn các dòng máy khác giúp bạn có thể tiết kiệm trong thời gian dài, nước ép từ máy ép OLIVOS dây 189 có thể được giữ. Làm lạnh trong tối đa 48 giờ mà không có nguy cơ bị oxy hóa hoặc hư hỏng. Đây là một công nghệ vượt bậc so với các dòng máy ép trái cây ly tâm. Củ ép được nâng cấp để dễ dàng cuộn nguyên liệu từ ống dẫn xuống và bắt đầu quá trình ép. Trục lớn hoạt động tốt cho phép ép các loại rau xanh như cần tây, cỏ lúa, mì, cải xoăn. Tốc độ ép cực chậm, không chỉ nhiều nước mà thành phần dinh dưỡng trong trái cây và rau củ cũng giữ được nguyên vẹn. Tốc độ ép chậm 37 vòng một phút làm cho nguyên liệu không bị sinh nhiệt giúp chiết xuất được nguyên vẹn chất dinh dưỡng và enzyme có trong trái cây. Rau củ thiết kế thông minh cùng vật liệu cao cấp tương tự tất cả các sản phẩm OLIVOSJ khác. Các bộ phận của máy ép hoa quả chậm OLIVOSay 189 đều được làm từ vật liệu cao cấp có độ hoàn thiện tinh xảo củ ép được làm từ nhựa polycarbonate cao cấp nhất đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về an toàn thực phẩm của FDA, Mỹ. Khoang ép có dung tích lên đến 600ml được làm từ vật liệu nhựa TITAN, cực kỳ bền bỉ và khó mai mòn. OLIVOS 189 cũng có nút đảo ngược được thiết kế đặc biệt để cải thiện hiệu suất và năng suất nước ép. Khe tản nhiệt phân tán nhiệt năng trong quá trình vận hành, đảm bảo tuổi thọ cho động cơ. Dễ dàng vệ sinh OLIVOS dây 189 hoàn toàn có thể dễ dàng làm sạch với máy rửa bát. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.